Xin chào các bạn đã quay lại với 105 Shop. Thì buổi tối ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới về cửa hàng của mình, đó là Yohi 938. Yohi 938 là một cái sản phẩm đã ra mắt tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2020. Do tình hình Đà Nẵng dính dịch 2 lần, thành ra là cửa hàng của mình bây giờ mới có hàng. Và không phải là bây giờ mới có hàng các bạn. Thời điểm đó thì cửa hàng của mình đang có sẵn những cái nón giống như là Ego E9 hoặc là Yohi 950. Thành ra cái nón này mình cũng ít quan tâm vì nó là một dòng một kính. Đến thời điểm bây giờ hãng nó cho ra mắt những cái màu tem nó rất là đẹp các bạn. Những cái màu tem mới này các bạn, nó rất là đẹp, nó rất là sắc nét. Thành ra đến thời điểm giờ cửa hàng mình mới quyết định nhập những cái sản phẩm này về để cho những bạn nào mà không thích dòng hai kính. Vì khi các bạn mà dùng cái nón hai kính chắc chắn nó sẽ nặng hơn dòng một kính. Và những cái nón mà dòng một kính á, thì các bạn cũng có thể là mua thêm những kính màu các bạn có thể trang trí vào. Những kính màu đó các bạn có thể đi ban ngày này, nó giúp cho nó đỡ chói nắng. Còn mấy bạn mà đi đêm thì các bạn phải dùng kính trong. Nói chung là mấy bạn nào tốt thì các bạn dùng kính màu. Thực chất là những cái hãng như là Yohi họ làm kính rất là tốt. Thành ra nó phù hợp, bạn đi ban ngày cũng được, bạn đi ban đêm cũng được. Nếu như bạn có mắt tốt thì các bạn có thể đi được ban ngày hoặc ban đêm. Thì quay lại một xíu, thì thời điểm 2014 đến 2016 thì cái thời điểm đó là nón lật hàm là một cái hot, một cái trend thời điểm đó luôn. Thì hầu như là cửa hàng của mình bán đa số là nón GT, cứ nhập về bao nhiêu là hết bao nấy. Thành ra là cái thời điểm đó là cái nón lật hàm anh em nào cũng thích. Có nghĩa là cái người ta đi có một cái nhu cầu là khi mà dụ như là thích lật hàm lên để biến thành một cái nón 3/4. Và khi mình dừng lại mình hút thuốc thì mình hay là mình nói chuyện thì nó vẫn là nó tiện dụng hơn là cái nón full face. Nên thời điểm đó thì do cái sản phẩm nó ra nó không đa dạng, những cái nón bây giờ nó rất là nhiều, những cái hãng để đua nhau làm nón. Điểm đó đúng là nón lật hàm nó rất là ưa chuộng. Quay lại cái nón Yohi 938 này, thì Yohi 938 thì nó cũng giống như những cái dòng lật hàm khác, thì nó luôn luôn là nó sẽ có một cái phần lẫy để mình mở cái hàm lên phía dưới đó các bạn thấy không, đó mở phía dưới. Nhưng những cái sản phẩm trước đó thì nó không có phần khóa hàm, thành ra khi sử dụng là các bạn chạy một thời gian lâu bạn cứ sử dụng hàm nó bị tuột xuống. Bây giờ mình gỡ được này. Nhưng các bạn nào mà khi sử dụng nón Yohi 938 nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là nó phần khóa lại đó. Thành ra khi mà bạn sử dụng là nó không có bị chạy xuống giống như những cái sản phẩm rẻ tiền khác. Yohi họ làm rất là đẹp, rất là sắc nét, và cái chất lượng họ làm thì khỏi chê vì nó là bằng nhựa ABS và đạt một cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn ECE. Và ở Việt Nam mình thì đã kiểm định ở tại trung tâm 3. Thành ra cái sản phẩm này là một cái sản phẩm đạt chất lượng rất là tốt. Và cân nặng của sản phẩm này thì theo cân nặng của nhà sản xuất báo á, là cái nón này là nó là 1 kg, nó là 1,5 kg 60. Nhưng theo mình cầm thì cái nón này nó cũng không quá là nặng các bạn. Nó nhẹ, nó cũng không quá là nặng như mình tưởng. Cái nón Yohi 950 nó khá là nặng các bạn. Nó nặng hơn đây vì nó là dòng hai kính. Bây giờ là mình sẽ đợi thử cái nón này và mình sẽ cho cái cảm nhận các bạn nha. Thì cái nón này khi mình cảm giác mình đội vào là cái mút của con Yohi 938 này nó rất là êm, mềm mại và rất là sướng so với lại con Yohi 950 đàn anh của nó. Đó, mút rất là êm và rất là dễ chịu. Mình thấy một cái, đây là cảm nhận của mình nha. Khi mình sử dụng cái nón lật hàm á, nếu mà mình sử dụng để mình chạy xe mình vừa lật hàm lên á, cảm thấy nó rất là nặng đầu các bạn. Trọng tâm của cái nón nó sẽ chúi phía trước. Cảm giác mình mới đội một tí mà mình đã thấy là khó chịu rồi, nó mỏi cổ hơn so với lại những cái nón full face. Thành ra là nhiều bạn nói là mua cái nón này về thích là để 3/4 đi, thích là full face đi, mình thấy không đúng. Nếu mà các bạn mua cái nón này để các bạn thấy được sự tiện dụng của nó, ưng thì các bạn để full face này. Các bạn do mình khóa cái phần phần lẫy nó lại rồi, thì mình mở ra. Đó. Đó, bình thường là mình một cái full face, nhưng mình muốn dừng lại để mình nói chuyện với bạn bè mình hút cái thuốc á, thì mình chỉ cần lật cái lẫy lên này. Đó, đây là mình khóa lại nữa này để cho nó an toàn này, nó không có bị chạy lên chạy xuống này. Đó, thành ra là khi mà các bạn sử dụng nón, bạn phải biết được cái mục đích của cái hãng nó làm ra cái nón nó như thế nào để các bạn sử dụng đúng mục đích của cái sản phẩm. Đó là cái ưu và cái nhược điểm của cái sản phẩm này. Và cái bạn cũng yên tâm nha, cái sản phẩm này nó làm tiện dụng như một cái nón full face giống như con Yohi 978. Những cái dòng Yohi bây giờ họ làm một cái kiểu dáng, một cái form nón nó hiện đại lắm các bạn. Nó thon gọn, nó nói chung là rất là thể thao,
đó. Thành ra là nó đầy đủ những cái tính năng, ví dụ như lấy gió ở dưới cầm này, lấy gió trên đầu này, và hai lỗ thoát gió phía sau, nó giúp cho một cái, nó giúp cho cái nón của mình khi mình đội á cảm thấy nó dễ chịu và thông thoáng. Nếu mình chạy mà nó ngột ngạt quá thì mình sẽ sử dụng, mình không cần phải lật kính lên. Và cái nón này á, khi các bạn mà mua hàng á thì các bạn cũng yên tâm vấn đề về giặt nha. Cái nón này mình có thể là lột được hết tất cả mọi thứ trong nón này ra rất là dễ dàng. Đối với những bạn nào mà lần đầu tiên mở cái nón này ra, các bạn cũng mở rất là dễ. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách tháo kính nè, tháo nhanh, để khi mà các bạn mua cái nón về các bạn cũng phải biết được cách tháo kính đó. Thì mình chỉ cần bấm cái lẫy này, các bạn kéo cái nón được về phía người của mình là cái nón ra này đó. Bên này cũng vậy, bây giờ mình gài lại này, gài lại thì nó cũng dễ lắm bạn, cụp xuống là vô đó, rất là nhanh gọn. Thành ra các bạn khi mua nón của mình á, các bạn muốn có nhu cầu mua kính á, thì các bạn cũng có thể là tự tháo được tại nhà của mình. Thì mình sẽ quay lại về những cái màu tại cửa hàng của mình đang bán. Thì hiện tại là Yohi 938 của mình đang có là 5 màu. Màu trắng xanh, đen, màu đen nhám xanh, màu đỏ nhám, màu đen bóng và màu đen nhám. Một cái nón Yohi có trọng lượng vừa phải, phù hợp với lại vóc dáng của người Việt Nam của mình. Thì phông nón nó cũng gọn, nó cũng thể thao, nó không quá to nha các bạn. Thành ra đây cũng là một cái sự lựa chọn khi các bạn mà có cái nhu cầu, có cái thói quen hút thuốc, hoặc là có thói quen hay là dừng xe nói chuyện, thì các bạn nên lựa chọn những cái nón này. Vì mình nhìn thoáng qua các bạn thấy không, nó là một cái nón phương phây bình thường, giống như cái nón Yohi 978, nó giống như Yohi 981. Thành ra là nó không quá thô cũng không quá to để các bạn lựa chọn. Tại cửa hàng mình đang có size M, size L, size XL và 2XL. Thì các bạn cũng có thể là đặt hàng, cũng có thể là mua theo đúng cái size đầu của mình. Và mình sẽ để một cái hình ảnh để hướng dẫn cho các bạn đo vòng đầu, và đính kèm luôn cái link web để các bạn có thể vào xem sản phẩm, có thể đọc thêm những cái thông tin của hãng để các bạn hiểu hơn về sản phẩm. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ X35 Shop để mình làm ra nhiều video khác cho bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.